Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và như cái tiêu đề thì hôm nay mình sẽ nói về một số các cái vấn đề mà khi anh em đi mua smartphone thường hay gặp phải, để từ đó anh em không mua được một cái chiếc điện thoại ưng ý dành cho mình. Và những cái vấn đề đó là gì thì mình sẽ giải đáp ở trong video clip này. Và cũng do cái tính chất của một cái video clip mà nó mang cái hệ gọi là chia sẻ, cho nên là mình sẽ không ngồi ở studio mà đóng vai trò là một khách hàng đi xuống dưới siêu thị để hướng dẫn cho anh em cách để mà chúng ta tránh những cái lỗi cơ bản nhất khi lựa chọn một cái chiếc điện thoại, để từ đó có được một cái chú dế ưng ý nhất sau khi đã tậu về được mà không cần phải mang ra đổi trả mất 20% nhé. Đầu tiên là tiền đâu, rất nhiều anh em đã vô tình bỏ qua cái yếu tố này khi mà lựa chọn một chiếc điện thoại. Tức là anh em xem xét đã rất là nhiều yếu tố của nó rồi, từ màn hình, thiết kế này nọ vân vân. Nhưng cuối cùng thì anh em lại bị gặp một cái cản trở, đó đầu tiên đó chính là cái giá bán và làm cho anh em cảm thấy khó chịu. Và mình nghĩ điều này là điều nên được quan tâm nhất và đặt ở vị trí số 1 luôn. Tức là khi lúc đầu đi ra chọn mua thì anh em nên quan tâm tới cái việc gọi là tài chính của mình. Mình nên mua một cái chiếc điện thoại ở trong tầm giá nào trước cái đã, từ 6 đến 8 triệu hay là từ 10 đến 12 vân vân, để từ đó anh em bắt đầu mới lựa chọn ra được những cái chú dế hợp lý phù hợp với lại những cái gọi là nhu cầu của mình. Còn khi mà vô tình anh em chọn cái chú dế đã đời nhất rồi, mình ưng ý nhất rồi, nhưng sau đó lại bị cản trở bởi cái mức giá, thì lúc này sẽ làm cho anh em một cái tâm lý gọi là chán nản, muốn lựa cái máy khác nó rẻ hơn cho xong. Nhưng mà khi lựa như vậy thì vô tình anh em lại bỏ qua những yếu tố mà chúng ta cần thiết, và như vậy thì chúng ta lại lựa được một cái điện thoại mà nó không ưng ý một chút nào, dễ dàng dẫn tới cái tình trạng gọi là đổi trả và lỗ mất đi 20% chỉ trong một tháng sử dụng. Và đó là lý do đầu tiên anh em nên quan tâm tới cái giá bán trước nhé. Và yếu tố thứ hai đó chính là khi anh em đi mua, anh em quá quan tâm hoặc là bị cái thiết kế của máy nó thu hút mà quên đánh giá tới những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là độ bền như thế này, chất lượng hoàn thiện, chất lượng gia công hoặc là cái chất liệu làm nên chiếc máy. Đó là những yếu tố rất quan trọng, không kém gì cái việc là một cái chiếc máy đó nó có đẹp hay không. Bởi vì nếu như mà máy đẹp mà những cái yếu tố chẳng hạn như là nó không bền, bẻ thử một cái thấy nó cong cong hoặc là lắc lắc thấy nó có một cái gì đó nó cảm thấy không ổn, thì lúc này chúng ta nên lựa chọn một chiếc máy khác. Và làm như thế nào để biết được một cái máy mà nó ok hay không, thì ngoài việc là thiết kế đẹp rồi đúng không, anh em có thử bẻ nhẹ nhàng như thế này để xem coi là nó có bị cong hay không. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên vuốt từ cái phần mặt, cái phần cạnh này nè, đó chúng ta sẽ vuốt ra cái phần mặt trước để xem thử coi cái độ liền mặt của nó như thế nào. Điểm thứ ba nữa là xét thử ra cái phần mặt lưng này anh em nên chọn cái chất liệu gì, chẳng hạn như là kim loại, nhựa giả kim loại, nhựa giả kính hay là kính. Bởi vì tùy thuộc vào cái tính cách của chúng ta mà chúng ta sẽ chọn một cái chất liệu thiết kế nó khác nhau. Và cuối cùng nữa là quan trọng nhất, đó chính là cái cảm giác cầm nắm. Bởi vì một cái chiếc máy dù cái thiết kế anh em có thể nó đẹp tới đâu, nhưng mà khi cầm trên tay cảm giác nó không đầm hoặc là không tạo cho mình một cảm giác yên tâm, thì lúc này anh em nên chọn một cái model khác ở trong cùng tầm giá, để từ đó có được một cái chiếc điện thoại mà nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm ok nhất. Bởi vì là anh em mình nghĩ là cầm cái máy là đâu đó phải tầm là 6 đến 7 tiếng một ngày lận, cho nên cảm giác cầm nắm cùng với đó là cái chất liệu hoàn thiện của máy là điều quan trọng hơn cả so với là cái thiết kế. Bởi vì mình nghĩ rằng thiết kế bây giờ thì chiếc máy nào nhìn nó cũng giống nhau, không có tai thỏ như thế này thì cũng có một cái màn hình giọt nước rồi, cho nên là anh em đừng quá quan tâm đến mặt thiết kế mà hãy quan tâm tới những cái yếu tố khác khi nói tới cái phần ngoại hình của một chiếc điện thoại nhé. Rất nhiều anh em gặp phải tình trạng này, đó là quá tin lời vào nhà sản xuất. Họ báo cáo rằng chiếc 8 nhân mạnh mẽ nè, RAM 4GB đa nhiệm ok nè, rồi cứ thế là không quan tâm đi ra test cái máy. Lúc này chỉ quan tâm thiết kế nó đẹp nè, ok rồi đó, mà nhìn màn hình nó cũng sắc nét nữa, rồi ok quyết định chọn mua luôn. Không cũng không tới mức đó, tức là anh em cũng mở một số cái ứng dụng cơ bản này nọ, chẳng hạn như là lướt web này nọ, camera thôi, mà không test thử một trong những cái tựa game nặng đó. Chẳng hạn như trong đây chúng ta phải ra chúng ta test thử xem một cái tựa game nặng là Asphalt Extreme để coi cái chiếc máy nó xử lý như thế nào, nhằm từ đó mới quyết định được coi là cái hiệu năng của máy nó có ok hay không, phù hợp với lại mình hay không, bằng cách là cứ việc ra siêu thị test thử một cái game nặng, để từ đó không có phải dính vào cái tình trạng là ok tại sao nghe cái lời quảng cáo là cấu hình nó ổn lắm mà, nhưng mà khi đi ra mua về thì lại chơi game không được, nó kiểu tạo nên một cái cảm giác khó chịu dành cho chúng ta. Thì điều này mình nghĩ là không nên và cần tránh. Và để tránh được thì anh em cứ việc ra siêu thị đó, chơi thử một cái tựa game nào đó, và phải là game nặng anh em nhé,
để biết được cấu hình thực sự của máy ra sao, xử lý như thế nào để cảm thấy yên tâm hơn khi bỏ một cái số tiền không hề nhỏ ra để mua một cái chiếc điện thoại về sử dụng dành cho mình. Đó. Và thêm một yếu tố nữa mình cũng muốn nói về mặt cấu hình luôn. Đó là nhiều anh em đi mua điện thoại chỉ chăm chăm tới mặt cấu hình mà không quan tâm tới những yếu tố khác. Bởi vì không phải ai đi mua điện thoại cũng chỉ để về chơi game. Lúc này anh em nên xem xét tới những yếu tố khác. Chẳng hạn như là nếu như con máy này nó không mạnh thì lúc này chúng ta mua nó về vì điều gì? Cái nhu cầu thực sự của bạn là gì? Nếu như mà các bạn mua về chỉ cần một chiếc máy đẹp hoặc là camera ổn thì lúc này chúng ta cũng không cần quá quan tâm đến cấu hình. Chỉ cần nó là một con chip có hiệu năng ổn, đủ để các bạn lúc này lướt Facebook hoặc là chơi những cái tựa game nhẹ nhàng chẳng hạn như là Subway Surfer thì là đủ ổn rồi. Còn đối với những anh em mà chuyên chiến game lúc này thì cái việc gọi là phải đi ra shop để mà trải nghiệm thực tế là điều mà mình khuyên các bạn nên thực hiện trước khi đi mua máy nhé. Sau phần cấu hình thì đó chính là camera. Nhiều anh em quá quan tâm tới cái việc số chấm megapixel mà không chú ý tới việc khi mà chúng ta mở ảnh lên, mở camera đó, chúng ta chụp thì tốc độ bắt ảnh nó như thế nào, đó, chất lượng chi tiết ảnh nó ra làm sao, có ok hay không. Và cái tiếp theo nữa đó chính là những cái tính năng đi kèm trên ứng dụng camera mặc định, chẳng hạn như có những chế độ gì, thu phóng 2x nè, có chế độ chân dung nè, hoặc là có những cái chế độ sticker này nọ vân vân để phù hợp hơn với lại cái nhu cầu sử dụng camera của chúng ta. Vì vậy khi mà mua một cái chiếc điện thoại, anh em đừng quá quan tâm tới số chấm, hãy xem thử coi là khi sử dụng thực tế khả năng bắt ảnh của nó như thế nào, có lẹ hay không, chống rung tốt hay không nè. Đó, chúng ta hãy trải nghiệm thực tế bằng những cái phương pháp rất là đơn giản như thế này, thử rung lắc và chụp như thế này thôi. Đó, coi có bắt ảnh có lẹ không, ok hay không. Đó, khi chụp zoom 2x thì nó sẽ như thế nào. Đó, nếu như là có, hoặc là chụp xóa phông nó như thế nào. Nếu như đối với những máy có camera kép thì lúc này anh em sẽ có được một cái đánh giá chân thực nhất về việc camera của một chiếc điện thoại mà chúng ta đang chuẩn bị mua. Chứ đừng để cái yếu tố gọi là cái số chấm ở cứ 20 hoặc là 24 MP sẽ chụp rõ lắm, đẹp lắm này thì nó chưa chắc đâu. Nhiều khi những cái máy nó chỉ có 16 MP chẳng hạn như là chiếc Oppo F9 này thôi, hoặc những máy nó chỉ có 12 MP chẳng hạn như là chiếc Samsung Galaxy S9 Plus, nhưng chất lượng ảnh thì chẳng thua kém gì những chiếc điện thoại mà có số chấm là 20 hay 24 MP đâu anh em nhé. Megapixel chỉ là một yếu tố phụ thôi, hãy quan tâm tới tính năng và cái chất lượng ảnh thực tế khi mà chúng ta ra siêu thị để mà chụp. Khả năng được cập nhật hệ điều hành là một trong những yếu tố mà anh em thường bỏ qua, bởi vì khi mà lựa được một cái chiếc máy mà mình thấy cái giao diện nó đẹp rồi ha, cấu hình nó cũng ok, thiết kế rồi thì lúc này chúng ta dễ dàng bỏ qua cái yếu tố gọi là cập nhật lên mỗi tháng hoặc là chí ít 6 tháng 1 năm được cập nhật một lần. Bởi vì sao? Khi mà một chiếc điện thoại nhận được cái bản cập nhật thì lúc này nó sẽ sở hữu được một cái giao diện mới, thêm được nhiều cái tính năng mới hơn, hoặc là cái khả năng bảo mật của nó cũng sẽ được tăng lên để từ đó giúp cho anh em có được một cái trải nghiệm tốt hơn với máy và từ đó tạo ra một cái cảm giác mình gọi là cái cảm giác mới cho một chiếc điện thoại. Khi mà sử dụng lâu quá rồi chẳng nhận được một bản cập nhật nào thì cũng dễ sinh ra chán, và đó là trường hợp của mình. Bởi vì vậy khi mua thì anh em cũng nên chú ý tới cái việc hỏi nhân viên coi là cái khả năng cập nhật của máy này nó như thế nào, và nếu như mà anh em ngại hỏi thì mình cũng nói thẳng luôn, đó là những máy mà sử dụng hệ điều hành Android One thì gần như là tháng nào cũng nhận được những bản vá bảo mật cập nhật hoặc là nhận được những cái bản nâng cấp lên hệ điều hành mới, chẳng hạn như chiếc Nokia 7 Plus này đây, đó đã lên được Android 9.0 mới nhất. Còn những hãng khác thì sao, chẳng hạn như Samsung, Huawei, Oppo hay Xiaomi thì 2 hay 3 tháng họ cũng cập nhật bảo mật, và khi mà lên đời thì gần như là các hãng bây giờ cũng đã chăm chút hơn những cái chiếc máy chẳng hạn như là tầm trung thì cũng đã được nhận ra những cái phiên bản MIUI mới, EMUI mới hay là ColorOS, một cái phiên bản mới hơn để giúp cho người dùng gọi là làm mới lại cái chiếc điện thoại của mình, tránh cái tình trạng gọi là nhàm chán rồi. Và những anh em nào mà gọi là tại sao không nhận được cái bản cập nhật thì thường do là anh em sử dụng những cái chiếc máy giá nó quá rẻ đi, thường là từ 2 đến 3 triệu, cho nên khả năng cập nhật thì nó sẽ ít hơn những chiếc điện thoại mà nó được tầm trung hay là phân khúc cao cấp anh em nhé. Và cái sai lầm cuối cùng mà anh em thường gặp đó chính là dung lượng pin cao không đồng nghĩa với việc là thời lượng pin nó cũng sẽ tốt theo. Có nhiều anh em nói với mình rằng tại sao mình xài một cái chiếc điện thoại mà dung lượng pin nó lên 4.000 luôn, nhưng mà xài đâu đó tầm 3 hay 4 tiếng là nó đã hết pin rồi. Còn trong khi đó những chiếc điện thoại dung lượng pin chỉ đó khoảng hơn 3.000 một chút, chẳng hạn như là chiếc Nokia 6.1 Plus này,
mình sử dụng thực tế từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối với cái tác vụ hỗn hợp luôn mới cần phải sạc lại. Và lý do nằm ở việc nếu như mà dung lượng pin cao rồi mà cái chiếc điện thoại này, cái con chip của nó cũng như là cái hệ điều hành nó quản lý cái dung lượng pin kém thì cũng làm cho cái thời lượng pin nó bị giảm đi rõ rệt. Cái thứ hai nữa là hệ điều hành nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều anh em nhé. Chẳng hạn như là Android One thì nó gọn nhẹ, nó ít những cái gọi là app đi kèm, những cái app ngầm đi kèm thì nó sẽ giúp cho cái thời lượng pin nó tốt hơn. Còn những nhà có nhiều nhà sản xuất họ cài quá nhiều ứng dụng ngầm vào, cộng thêm em cài thêm nhiều app vào nữa, nó sẽ cũng làm thời lượng pin bị giảm đi ít nhiều. Điều thứ ba nữa đó chính là cái độ phân giải màn hình. Nhiều chiếc smartphone dung lượng pin là 4000 luôn nhưng mà độ phân giải anh em thiết lập là nó lên tới 2K hoặc là Full HD cộng, thì lúc này cái thời lượng pin của nó sẽ kém hơn những chiếc điện thoại có dung lượng pin nó ít hơn, chẳng hạn như là 3000 thôi nhưng mà độ phân giải dừng lại ở mức HD cộng và màn hình nó cũng nhỏ hơn, thì cũng sẽ giúp cho cái thời lượng pin nó tốt hơn so với lại chiếc điện thoại mà có dung lượng pin cao nhưng phải gắn một cái màn hình độ phân giải lớn, hoặc là anh em sử dụng trong điều kiện là xài 4G liên tục anh em nhé. Và không biết sau khi xem xong video clip này thì anh em đánh giá cái yếu tố nào là quan trọng nhất và dễ mắc phải nhất và vì sao? Mời anh em cứ thoải mái để lại bình luận của mình ngay phía bên dưới nhé. Tuy nhiên đừng quên bấm vào nút like, share và subscribe để đón nhận thêm những video hấp dẫn hơn từ tụi mình trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình là Nhật và xin hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp.